Xin phép kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bãi trong video buổi sáng ngày mùng 6 tháng 3 hôm nay. Vâng, một buổi sáng mới, kính chúc các bác thật là nhiều may mắn, bình an, sức khỏe. Vâng, thì bên gia đình An lại tiếp tục lên các cái sản phẩm đồ nội công điện, nội địa Nhật để các bác lựa chọn. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác vào mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969888508 liên hệ trực tiếp các bác nhé. Bên em bán hàng bao ship toàn quốc, không có nhận cọc. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, thử hàng bằng điện áp 100 110V sau đó mới thanh toán các bác nhá. 100 110V sau đó mới thanh toán ạ. Thì bên em thì để sử dụng được nội địa Nhật thì các bác bắt buộc phải sử dụng có bộ đổi nguồn từ 220V xuống 100V như này. Nếu như các bác có bộ đổi nguồn rồi thì các bác không cần mua nữa, còn nếu các bác chưa có thì các bác có thể mua ủng hộ bên em. Bên em thì có bán thêm bộ đổi nguồn của công ty của NAP Standard, bên NAP tự ngẫu bằng dê nhôm, các bác lưu ý bằng dê nhôm nhá. Công suất 2 kVA. Em bán bao ship Trung Quốc là 500.000, 3 kVA, em bán bao ship Trung Quốc là 600.000. Nếu các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp thì bên em sẽ đóng hàng gửi cho bên mình. Bây giờ các bác mua hàng và mua nồi và nguồn thì em sẽ đóng hai đơn các bác nhá. Hai đơn các bác sẽ nhận được hai đơn hàng, sẽ không nào phải là một đơn như là trước, để tránh tình trạng hôm qua chia sẻ là bên giao hàng là có những tình trạng gian lận ở những khu vực là người ta bóc mất cái ruột của cái bộ đổi nguồn, rất là khó kiểm soát, nên em sẽ đóng hai đơn. Mong các bác thông cảm vậy. Một vấn đề nữa là mong các bác thông cảm là hai vợ chồng em cũng tự làm, cũng không có đi thuê ai, nên là gần như ngày nào cũng làm từ 6 giờ sáng 6 rưỡi sáng đến 10 11 giờ đêm, nên là cũng buổi trưa em xin phép là từ 1 giờ đến 2 giờ đến 2 rưỡi em sẽ để điện thoại rung nhá, để điện thoại rung để tranh thủ nghỉ trưa một chút các bạn. Và vì ngày nào cũng làm việc nó dài như thế mà không nghỉ trưa thì sợ nó ốm, nên là trong thời gian từ 1 giờ đến 2 rưỡi mà các bác gọi điện mà không nghe máy thì mong các bác hết thông cảm, các bác hãy nhắn tin nhá. Đấy, chứ không phải là vợ chồng có những bác mà gọi không được trong giờ đấy thì bảo là nhà em không muốn bán hàng hay sao, thì cũng mong các bác thông cảm như vậy. Thì em cũng chia sẻ trước để mong các bác thông cảm. Thì bên em bán hàng nội địa Nhật đã có sử dụng rồi nên không thể tránh khỏi những vết xước sát bên trong hay bên ngoài các bác nhá, bên trong hay bên ngoài. Đấy, thì tình trạng như nào em sẽ báo rõ các bác. Bên em bán hàng có bảo hành các bác nhá. Đây là bộ đổi nguồn đây. Để em đi vào việc luôn nha các bác, hôm nay thì đã khá là muộn rồi. Thực ra là cũng đêm qua là cũng hơn 11 giờ thì mới đi ngủ. Đấy, để thay pin này, rồi test cơm, test áp suất các cái loại nồi để sáng nay em lên thì nếu mà xong bác nào lên đơn thì vợ em sẽ ở nhà đóng luôn. Để đóng luôn cho các bác. Còn em thì vẫn đi làm các bác nhá. Đấy. Ok, vài việc nguyên coi nhá. Đầu tiên là một chiếc Hitachi cao tần áp suất bi các bác nhá, một chiếc nồi Hitachi cao tần áp suất bi màu đỏ sản xuất năm 2020, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1400W các bác nhá, 1400W dung tích 1 lít đây mà thành quách màu đỏ các bác nhá. Đấy, hàng đã qua sử dụng là những cái vết cấn mờ như này thì không thể tránh khỏi, nhưng em sẽ quay rất chi tiết cho các bác đây. Đấy, pin âm thanh ngon lành này nhá. Đây một vết sức mờ màn hình nhỏ xíu thôi. Đấy, báo các bác trên mặt này còn đẹp, con này mặt này còn rất là đẹp luôn, bóng nha các bác nhá. Test cơm, test áp suất rồi các bác yên tâm đi. Đấy, ngắm lại một chút cho các bác xem. Nấu này, đấy, thủy này, hẹn giờ các chức năng nấu cơm này. Đấy, hâm cơm này. Đấy, thủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ, phút, thủy này. Chọn các loại gạo. Ok các bác nhá, các phím, các chức năng hoạt động hoàn hảo, chuông còi kêu tốt. Đấy, dây dợ còn đẹp nhá, dây dợ còn rất là đẹp, đời 2020. Màu đỏ cao tần áp suất bi dòng Hitachi. Tái tạo hơi nước, các bác nấu cơm thì hạn chế đổ ít nước hơn mọi loại nồi giúp em một chút xíu. Đây con này cũng cực kỳ là đẹp 2020. Đằng sau còn đẹp nhá. Đấy, xoong còn đẹp bên trong. Xoong nòng gân ga. Đấy, đẹp các bác nhá. Đấy, đẹp. Đấy. Em quay cái nòng rất là chi tiết các bác ngắm. Đấy. Nói chung là nòng còn đẹp các bác nhá. Đấy, nòng còn đẹp. Áp suất bi nhá, rất là sạch sẽ này, áp suất bi nhá. Áp suất bi, dòng xanh mướt luôn nhá, giống hệt một em hôm qua. À. Dòng xanh mướt đấy, 2020. Đây, bên trong đây. Tịnh bóng này. Ok chưa? Đấy. Đời 2020, dòng xanh nòng đẹp, ngoại hình đẹp, đời cao các bác nhá. Hitachi cao tần áp suất bi. Đấy, dung tích 1 lít nấu được 3 lon gạo cho gia đình từ 3 5 người ăn các bác nhá. Đấy. Nấu tối đa 3 lon gạo, nhà mình nấu bao nhiêu lon gạo thì mình sẽ mua nồi 1 lít hoặc 1 lít 8 cho nó phù hợp các bác nhá, không lại to lại bé. Mã số 1 ngày mùng 6 em đi nhanh một chút, hôm nay khá là muộn rồi. Mã số 1 ngày mùng 6 tháng 3 để các bác này 1.150.000. Đấy, 2020 răng xanh nòng đẹp, ngoại hình đẹp các bác nhá, 1.150.000. Răng xanh nòng đẹp 1.150.000. Tiếp theo em lên cho bác một em Mitsubishi hàng quên dùng luôn, hàng quên dùng hôm qua em tháo ra em thay pin ra. Cũng một con này nó áp suất luôn nhá, hàng quên dùng. Đấy. Con này nấu có sóng âm nhá. Đấy, hàng nấu có sóng âm. Đấy, hàng quên dùng luôn, sản xuất năm bao nhiêu? 2009 các bác nhá. Hàng 2009 dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1000 bao nhiêu watt?
công suất là 1250W các bác nhá, cao tần áp suất bi Mitsubishi, màu cực kỳ đẹp. Đấy, màn hình lớn nhá, màn hình lớn, thay pin thay biết cho các bác ngon lành rồi, chỉnh giờ đâu đấy, bây giờ là 6:54, vừa nấu cơm xong, con này vừa nấu cơm xong vẫn còn nóng nồi nguyên. Đấy, nấu này. Đấy, con này khoảng 15 phút cuối nó sẽ hiện phút các bác nhá. Đấy, hủy này, hâm này. Đấy, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Đấy, hủy này, chắc chắn các chức năng nấu ăn, hủy này, chọn các loại gạo, hủy này. Đấy, hâm cơm. Đấy, hâm cơm đây, các chức năng hâm cơm các bác nhá. Đấy, còn các bác muốn nấu nhanh thì ấn hai lần nhá. Đây có số 2 ở trên cái chữ nút nấu này, ấn hai lần như này thì sẽ thành nấu nhanh nhá. Đấy, thì nó sẽ một chút nó sẽ nóng nồi luôn. Các bác thì nhận hàng thì các bác muốn thử hàng thì ấn hai lần nút nấu này nhá. Riêng dòng này đây, dây còn rất là đẹp nhá, rất là mới tinh nhá các bác nhìn này, còn chưa có một chút bẩn nào. Đấy, thành quách rất đẹp luôn. Đấy, một vài điểm cấn do vận chuyển này không thể tránh khỏi, bên trong đây các bác nhìn này, đẹp long lanh luôn nhỉ. Ừ, này lắp chống trào đầy đủ nhá. Đấy, gioăng xanh mướt đằng mặt sau đây, áp suất bi sạch bóng này. Đấy, sang gioăng xanh nhá, không xì các bác nhá, không xì. Đấy, con nào xì em sẽ báo các bác xì. Em bán cái giá này là không có, là bao xì luôn các bác nhá, bao xì luôn nhá. Và còn trong quá trình mà nó sử dụng 1 tháng 2 tháng chẳng may nó xì thì các bác cứ alo em sẽ hướng dẫn các bác xử lý các bác nhá. Đấy, còn tất cả nồi em trước khi gửi các bác em đã kiểm tra test áp suất. Đấy, ngon lành phở rồi. Đây, nòng nồi đây, bóng loáng luôn nhá, nóng lanh cạnh tranh. Đấy, nóng lanh luôn. Đấy, bên ngoài đây, bên ngoài thì có xước một chút xíu nhá, ngoài có xước một chút xíu. Đấy, nhưng còn rất đẹp này. Đấy, bên trong đẹp nha các bác nhá, bên trong cực kỳ đẹp. Đấy, áp suất bi các bác nhá, cao tần áp suất bi. Đấy, hai cảm biến nhá, cao tần áp suất bi hai cảm biến. Đấy, đẹp chưa ạ, hiện đó ok. Đấy, răng xanh nòng đẹp, ngoại hình đẹp. Đấy, rất là mới, nòng cực kỳ đẹp luôn, không nói không có chảy chóc các bác nhá. Một vài điểm trước móng tay do quá trình sử dụng thì không thể tránh khỏi, nhưng mà chảy chóc là không. Em đi nhanh một chút các bác nhá, mong các bác thông cảm ạ. Em sẽ giới thiệu đủ các công năng. Đấy, nồi cao tần nội địa Nhật thì nó có các cái chức năng nó xem nhá, nấu cơm ngon, nấu cơm mềm, nấu cơm dai. Đấy, nấu cháo, nấu gạo nứt nảy mầm, nấu gạo trắng. Đấy, hạo nấu hạt kê thì nó gần giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau là áp suất hay là hút chân không thôi, kiểu như vậy. Đấy, mã số 2 ngày mùng 6 tháng 3 để bắt đầu là bao nhiêu, áp suất bi các bác nhá, 890k, 890.000 một chút nồi, cao tần áp suất bi cực kỳ đẹp luôn, răng xanh nòng đẹp. Đấy, Mitsubishi cơm mềm. Đấy, rất là đẹp nha các bác, một thì ngoại hình trở đi, giá này có cả ship rồi nhá, đem nhãn cho bác đầy đủ. Đây, một chiếc nồi Panasonic đây này, một chiếc Panasonic Watt sản xuất năm bao nhiêu, 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1100W các bác nhá, công suất 1100W. Đấy, công suất 1100W, mặt mũi thành quách đây. Đấy, tất cả là đã thay pin, dán tem. À, như con này thì sẽ phần là nó hơi trống thì dán tem trang trí vào thì trông nó sẽ đẹp hơn các bác nhá. Đấy, màu sữa Panasonic thì siêu bền, có mã SRHC103. Đấy, nhà bác nào mà ở khu vực mà nhà mình không có thợ sửa thì chúng ta hãy mua ngay dòng Panasonic. Em cảm đảm các bác dùng gần như không có bao giờ học. 5-7 năm là chuyện bình thường. Thủy này, hẹn giờ cơm, hâm cơm này, thủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ phút, thủy này. Đấy, menu chức năng nấu ăn ok các bác nhá, vừa test cơm xong, các phím, các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá, chuông còi kêu tốt, dây còn đẹp này, dây còn đẹp nhá, con này còn khá đẹp luôn. Đấy, thành quách đây. Đấy, thành quách đây. Đấy, một vài điểm trước nano không thể tránh khỏi xíu thôi các bạn, vì hàng đã có thể dụng rồi. Đấy, con này được cái nòng đẹp long lanh luôn, vừa nấu cơm xong. À, ta nhìn thấy đẹp gì ạ. Đấy, mới tinh nhá, mới tinh, bên trong này chưa có dấu hiệu sử dụng này, ống anh kim tuyến luôn nhá, ống anh kim tuyến luôn, ok chưa, được chưa các bác. Đấy, xong này nhá, quay kỹ bên trong hay bên ngoài. Đấy, vừa nấu cơm xong, xong vẫn còn nóng bỏng luôn. Này, loang đây, xanh mướt nhá, xanh mướt, xanh mướt. Đấy, này, đẹp chưa ạ, sạch bóng nhá, con này rất là sạch. Điện đó mô ok, răng xanh nòng đẹp, ngoại hình đẹp, siêu bền. Bana, mã số 3 ngày mùng 6 tháng 3 để các bác nồi này 710.000,
710.000 các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Nóng như mới. Số 3 710.000. Này, mã số 4 đây là bác một em Tiger. Cao tuần áp suất bi. Đấy, cao Tiger cao không xì nhá. Sản xuất năm 2021. 2021 cao tuần áp suất bi các bác nhá. Một chiếc nồi form mới. Đấy, Tiger cao tuần áp suất bi. Đấy. Nấu này, nấu hiện phút nha các bác. Một chiếc Tiger cao tuần áp suất bi. Hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Giờ phút. Hủy. Hâm. Hủy. Mè nút chân nấu ăn. Đấy, các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác. Chuông còi kêu tốt. Phím thiếc còn ngon lành nhá. Đấy. 2021 các bác nhá. 2021 đấy, dây còn hút thì không được tốt mấy. Cái dòng này gần như là con nào cũng bị dây như thế các bác ạ. Đây, mặt mũi thành quách đây. Các bác nhìn giúp nhá, vì nó đắt tiền. Đấy. Rất là đẹp. Đời cao các bác nhá. Đời cao 2021. Đấy, đáy điếc liên lạc không bể vỡ nhá. Tiger cao tần áp suất bi. Đấy, nó so đây. Răng này không phải bàn rồi, xanh mướt rồi. Răng xanh mướt nhá. Răng xanh mướt cho em tí. Đây, nó cho bác tí cho nó sạch bóng đây. Răng xanh mướt chị 2021 các bác nhá, 2021. Đấy. Răng xanh nòng đẹp này. Răng xanh nòng đẹp. Test áp suất, test cơm hết rồi các bác nhá. Các bạn yên tâm đi. Các bạn mua hàng cho em xin một nút like, một lượt chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho em ủng hộ và đăng ký kênh và bật thông báo nhá để nhận những video mới nhất. Đấy, nòng đây. Đấy. Biết sự móng tay thì có nhá, chấm chóc là gần như là rất là ít thôi. Đấy. Ok chị ạ, nòng đây. Đấy, có hai quay sách nha. Đấy, nòng này thì chỉ có của nó mới cho vào được các bác nhá. Nòng đời cao nó khác với những cái con khác. Đấy. Ok chưa? Này, bên trong đây. Bên trong đây. Đấy. Đây gần quay xa. Răng đây, con này gần như là rất là nước rồi các bạn. Rất là nước. Đấy. Công suất đây, bao nhiêu đây? Đấy. Made in Japan các bạn nhá. Đấy, điện áp 100V, công suất 1100W. Đấy, made in Japan. Điện đóm ok, răng xanh nòng đẹp. Đấy. Mã là mã số 4. Ngày mùng ngày 2, mùng 3, ngày mùng 6. Răng 3 để bác 1.850.000. Giá này có cả ship được nhá. Đấy, 1.850.000. Được bảo hành các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá bên em thì nó cũng xem vậy thôi. Nó cũng không cao mà nó cũng không thấp các bạn. Và làm sao mà nó hợp lý là được. Đây, tiếp theo thì cho bác một con Bana van dài phun sương bù ẩm màu đỏ nhá. Con này mặt thì cái rất là đẹp này. Bana van dài phun sương bù ẩm màu đỏ, sản xuất năm 2015, dung tích 1 lít, điện 100V, công suất là bao nhiêu? 1200W, màu đỏ các bác nhá. Đây, mặt mũi thành tách của em ở đây. Đấy. Hàng thì đã qua sử dụng rồi, những cái vết xước sát mờ như này thì không thể tránh khỏi các bác nhá. Đấy, em sẽ quay chi tiết cận cảnh để các bác cùng ngắm. Đấy. Nhiều chỗ thì em cũng không nhìn ra, nó không phải là cố tình không báo các bác mà không nhìn ra thì cũng không thể báo được, vì một chiếc nồi nó những chi tiết nhỏ. Thì các bác trên video các bác nhìn giúp em, nếu mà có cái gì thì các bác cũng thông cảm như vậy. Đấy, em quay gần quay xa chi tiết nhá. Đấy, điện đóm ok, test cơm hết rồi. Này, thay pin đấy nhá, đã chỉnh giờ cho bác hết rồi. Đấy. Menu bác mua hàng liên hệ trực tiếp có số điện thoại 0969888508 các bác nhá, bằng cách liên hệ trực tiếp thì bên em sẽ ghi lại thông tin và lên đơn nữa các bác. Các bác thì cứ ngày nào các bác mua hàng thì bọn em sẽ lên đơn cái đó các bác nhá. Các bác mua hàng lên đơn cái đó. Ở đi, có đi cầm điện thoại không? Gọi Phong và bốc hàng. Đấy thì nhanh thì buổi tối họ sẽ bốc, còn không thì buổi sáng hôm sau. Đấy, răng xanh này. Răng xanh các bác nhá, răng rất là xanh. Bên trong đây. Bên trong đây. Răng cực kỳ xanh luôn nhá. Đấy, hôm qua đi làm thì cái máy cắt nó cắt vào tay một tí các bạn. Bên trong sạch này, viền full inox này. Viền full inox nhá. Đấy. Nòng song chuẩn nhá, song chuẩn. Bên ngoài phủ gốm nhá. Đấy, phủ gốm hay là kim cương nhân tạo
ở cái chữ này, dịch ra thì là kim cương, nò nung kim cương này, có nghĩa là kim cương nhân tạo người ta phủ, không biết có phải hay không, thì thấy cái chữ trên đấy mất là Nhật họ ghi thế là em nghĩ là đúng rồi nhỉ, hay là phủ kim cương nhân tạo thật. À, lòng son này có một vài điểm chấm cám li ti thôi nhá, chấm cám li ti bao các bác công dính cương rất là nhỏ rồi đây. À, ở cái phần đấy à, em quay gần chi tiết cho bác xem. À, nhỏ rất là nhỏ thôi bác nhá, đấy, bao các bác không dính cơm nhá, còn lại ông anh Kim Tuyến cực kỳ nhỏ. À, ok chưa. À, có chấm nhá các bác nhá, trong lòng có chấm cám nhỏ xíu, bao bác dính cơm, ngoại hình con này thì đẹp rồi, có chức năng nấu cơm cháy các bác nhá, sản xuất năm 2015, màu đỏ đặc biệt có chức năng nấu cơm cháy. À, mã này mã số 5 ngày mùng 6 tháng 3 để bắt đầu này đâu, 780.000 có nhá, một chiếc Panasonic màu đỏ. Đấy, lòng nó không chấm thì màu đỏ này nó sẽ cao tiền hơn, nhưng mà nó lại tiếc cái nó lại có chấm, nó lại có chấm rồi. Đây, nên bác một em do Giosi đây, bác nào mà nhà đông con nhiều cháu đây, sản xuất đời cao nhá, 2018 con này giá sẽ cao đấy ạ. 2018 các bác nhá, 2018 do Giosi vua đầu bếp Nhật Bản, nồi cao tần đây, đẹp từ cái dây đẹp đi các bác nhá, con này là gần như siêu nước rồi. Nhập từ cái dây đẹp đi nhá, có chức năng hâm cơm nhanh 5 phút, một chiếc nồi cao tần do Giosi đến từ hãng thương hiệu con voi các bác nhá. Đấy, thủy này, gạo không vo này. Đấy, các miên cũng chưa được nấu ăn này, thủy này, hâm cơm này, hâm nhanh 8 phút này, thủy này, hẹn giờ cơm chín này giờ phút, ok, các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá, chuông còi kêu tốt. Đấy, dây còn rất là đẹp này, dây còn cực kỳ đẹp luôn, các bác hãy nắm giúp em nhá, dây cực kỳ đẹp. Một chiếc do Giosi nít 8 các bác nhá. Đây có hôm nay chỉ có duy nhất một cái nít 8 thôi các bác nhá. Duy nhất một cái nít 8, hết nửa nít thì em hết rồi. Chỉ hôm nay chỉ còn một cái nít 8 thôi. Đấy, nít 8 nó về không nhiều, mỗi nô về nó chỉ lẫn vào được một hai cái thôi. Đấy. Đấy. Răng này, đời cao thì răng nó sẽ màu này các bác nhá, răng nó sẽ màu này. Rất đẹp rồi, không phải bàn tán đến răng nữa các bác nhá. Răng cực kỳ đẹp, bên trong là sạch bóng này. Bên trong sạch bóng nhá. Đấy. Bên trong sạch bóng. Đấy, nòng đẹp này, nòng đẹp này, bên ngoài đẹp từ bên ngoài đẹp đi các bác nhá, đẹp từ bên ngoài. Đấy, đời cao 2018 các bác nhá. Đấy, nòng đây. Đấy, có một vết xước mờ mờ đây này, các bác nhìn thấy không? Đấy, xước môi mờ mờ đấy, còn lại là rất là bóng đẹp, bóng anh Kim Tuyến các bác nhá, bóng anh Kim Tuyến nít 8 này nó rất là đẹp rồi đấy. Vâng, đấy có đúng một vết mờ mờ đấy nhá. Rồi, bên trong sạch bóng nhá, rất là to, dành cho đình đông người các bác nhá. Nhà ít người mua cái này về nấu ít cơm nó không ngon đâu các bác nhá, nó không đủ hơi. À, ít nhất cái này phải nấu từ 3 lon gạo thì nó mới ok, còn nấu một lon thì các bác không nên mua nồi này. À, rất đẹp nhá, mặt mũi viền viết còn đẹp nguyên, bóng loáng nhá. À, do Giosi đời cao 2018 nhá, ngoại hình thành quách đẹp, loang xanh nóng đẹp, để các bác 1.950.000. À, điện nó ok, bán có bảo hành, giá này có ship rồi các bác nhá. Mã số 6 ngày mùng 6 tháng 3, 1.950.000. À, dung tích 1 lít 8, điện 100V, công suất là 1.295W các bác nhá, 1.295W. Thành quách đây. Đấy, đời cao 2018 này. Mặt mũi đây. Đấy. Đấy, tiếp theo đây một em do Giosi này. Do Giosi 1 lít cao tần. Đấy. Đến từ thương hiệu chú voi con. Đấy. Sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.105W. Đấy, dây dợ rất đẹp các bác nhá. Đấy, pin biết thay rồi, ngon lành phải cho các bác rồi, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Các chức năng thì nó cũng xem xem nhau, nấu này, chuông còi đầy đủ các bác nhá, hủy này. Đấy, menu này. Đấy, hâm cơm này, hâm nhanh 8 phút này, hủy này, hẹn giờ cơm 9 giờ phút, ok. Các phím, các chức năng hoạt động hoàn hảo, tất cả nồi em đều test dọn trước khi các bác, nếu bác yên tâm. Đấy, không cần phải chờ điện lâu, nhiều bên họ bán buôn thì họ mới cần chờ lâu một chút, nhưng đa phần họ sẽ không chờ đâu ạ. Vâng, họ sẽ nên chỉ bấm tít tít cái là họ sẽ tắt thôi. Đấy, bên em thì còn test dọn còn bảo hành các bác nữa nên là làm rất là cẩn thận đó nhá, bác yên tâm đi. À, con này còn được cái cài môi các bác nhá, đây cài môi vào đây. Đấy, cài môi đây 17 không nhá, đây trong lòng đây cũng bóng nhá. Vậy có cám đây này, dọc cái này nhỏ xíu đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, có cám nhá, bé tí đấy. Nòng này băng thẩm giúp em. Đấy, bên ngoài còn đẹp nhá, bên ngoài còn đẹp và sạch bên trong này. Đấy, đời cao 2017 các bác nhá, 2017. Đây, răng xanh mướt này.
2017. Bên trong đây. Bên trong đây. Bên trên đây. Răng xanh, nòng liệt. Đấy. 1-2 điểm cám li ti thôi, đời cao 2017. Đấy. Rất là sạch sẽ. Do GOC. Vô đầu bếp để bảng cơm ngon mềm. Đấy, cái mùi đây các bác nhá, cái mùi đây. Nấu cơm hết rồi. Đấy. Mã là mã số 7. Ngày mùng 6 tháng 3 để bắt đầu là bao nhiêu? 820k, 820.000 một chiếc đời do UC 17 các bác nhá. Đấy, răng xanh nòng đẹp. Đấy, có cái giá này có cả ship được các bác nhá. Giá này có cả ship rồi. Này. Panasonic đây. Một chiếc Panasonic. Panasonic VAT đời cao các bác nhá. Lại chỗ này sẽ dán tem vào đây nhá. Panasonic vẫn trang trí như cái kia. Sản xuất năm 2021, 2021 các bác nhá. Điện áp 100V, công suất là 1100W. Đấy, điện áp 100V, công suất 1100W. Đây, chỗ này thì sẽ dán một cái tem trang trí với đây. Các bác yên tâm đi, mặt mũi thành quách đây. Đấy, đây, chỗ này này. Dán một cái tem trang trí với đây, cái là nó hết cấn luôn các bác nhá. Đấy, 2021. Đáy điếc liền là không bể vỡ các bác nhá. 2021. Panasonic VAT. Đấy, nó là không lỗi lầm gì. Thủy này, hâm này. Thủy này. Menu trước đang nấu ăn này. Thủy này. Hẹn giờ cơm 9 giờ, hút các phím ngon lành các bác nhá, rất là nhạy. 2021 này là cái dây của nó các bác nhìn còn đẹp nguyên này. Cái dây còn rất là đẹp nha các bác nhá. Panasonic 2021. Hút tốt nhá. Ui giời. 2021 một chiếc Bana. 2021. Thời tiết ở ngoài Bắc rất là khó chịu các bạn. Vâng. Ngày thì nắng oi. Trong nhà thì nồm ướt. Như ngoài sân như trời mưa. Này trong lòng đây. 2021. Ống ánh kim tuyến các bác nhá. Ống ánh kim tuyến. Đây có một điểm sức mờ mờ chỗ này các bác nhìn thấy không? Đấy, này. Em quay thật gần. Đấy, còn lại nòng cực kỳ đẹp luôn. Quay rất chi tiết, có cái phần gì sẽ báo cho các bác. Đâu đấy, đấy một cái phết mờ mờ hông được coi nhá. Đấy, bên ngoài đẹp long lanh luôn. 2021. 2021 đấy có một vết ở hông nhỏ xíu thôi. Đấy, bên trong là sạch bóng này. Đấy, mọi người ngắm kỹ giúp nhá. Răng này không phải bàn rồi, răng không phải bàn rồi. Răng xanh nòng đẹp. Đấy, không phải bàn răng các bác nhá. 2021 mà. Đấy. Điện nó ok, chỗ này sẽ dán tem trang trí đây là đẹp long lanh luôn. Mã số 8. Ngày bao nhiêu? Ngày mùng 6 tháng 3. Để bắt đầu là bao nhiêu? 950k. Răng xanh nòng đẹp nhá, ngoại hình cũng đẹp theo. Đấy, ngoại hình cũng đẹp theo nhá, sạch bóng luôn. Đây, mọi người ngắm kỹ đủ chưa? Ok chưa? 2021. 2021 nhá. Tiếp tục. Nên cho bác một em Tiger đi. Hàng này cũng hàng đẹp luôn nhá, có chức năng nấu cơm cháy. Đấy. Con này bên trong qua thay pin cực kỳ sạch đẹp. Đấy. Một em Tiger có chức năng nấu cơm cháy, sản xuất năm 2007, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1270W, bị in Japan các bác nhá. Đấy, bị in Japan. Đấy. Gần như là chỉ có mỗi thằng Tiger là nó in made in Japan. Vì nó vừa sử dụng trong nước, nó vừa xuất khẩu. Đấy. Còn những thằng khác là nó chỉ có tem Oval là sử dụng cho nội địa Nhật các bác nhá. Đấy. Nấu này. Hủy này. Đây. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Menu chức năng nấu ăn này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Giờ này, phút này. Đấy. Hủy này. Nấu này. Đấy. Hủy này. Ok nhá, các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Dây còn đẹp nhá, dây còn đẹp. Thành quách mặt mũi đây. Ngắm kỹ giúp em, có mã là JKC Z. Quay gần chi tiết để chúng ta cùng ngắm, để các bác nhìn ra những cái khuyết điểm của nó trong quá trình em không nhìn ra. Nòng dày mà đẹp. Nòng dày mà đẹp nhá, bên ngoài inox sáng quắc, hai quay sách rất tiện. Nòng dày mà đẹp đây. Nhìn thấy chưa? Nòng đẹp nha các bác nhá. Em nói là nòng đẹp. Nòng đẹp, răng xanh nòng đẹp này. Ngoại hình đẹp này, con này là siêu nước luôn này. Bên trong sạch bóng luôn nhá. Răng xanh nòng đẹp.
Răng đây chưa hề có một chút cáu cơm là bám đây nhá. Này, em dọn rất là chi tiết tỉ mỉ nhớ bác đây, bên trong đây để các bác bình luận trên YouTube, em cũng cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, các bác đa phần là các bác đều ủng hộ thôi, ủng hộ và góp ý để kênh của vợ chồng em ngày càng phát triển các bạn. Vâng, mã là mã số 9 ngày bao nhiêu đây, ngày mùng 6 tháng 3 để bắt đầu lại 750k, 750.000 một chiếc nồi Tiger có chức năng nấu cơm cháy nhá, ngoại hình thành quách thì không chê đâu được. À, rất là đẹp nha, bạn em thì bán theo ngoại hình nhá, tiền nào của đấy các bạn, hàng đẹp thì sẽ tiền giá nó sẽ cao, còn hàng chấm chóc thì tiền nó sẽ xấu các bạn nhá. Này, tí em có đây, nên bác một con Panasonic đây, Panasonic màu trắng mặt vân đá đây, đời X nhá, SHX 103 à 108 đấy, đẹp chưa, đời X nhá. Đấy, điếc điện là không bể vỡ này, HX nhé, HX thì sao xong nó sẽ dày hơn. Đấy, sản xuất năm 2019 luôn các bạn nhé, 2019. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W các bạn nhé. Mặt vân đá, ngoại hình thành quách thì ok rồi. Đấy, rất là đẹp luôn, nhưng không phải ok nữa. Đấy, rất là hàng siêu nước luôn, đúng không ạ? Mặt vân đá nhá, đời HX nhé, để sau nó sẽ dày. Đời X. Nếu này, Panasonic thì bền bỉ, siêu bền. Mua về sử dụng cho biếu tặng ông bà bố mẹ người thân hay bạn bè nhân dịp gia đình có việc gì thì chúng ta tặng những cái sản phẩm này rất ý nghĩa. Ok, hẹn giờ cơm 9 giờ phút. Ok các bác nhá, các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá, chuông còi kêu tốt. Này, dây đây nhá, dây còn đẹp nhá, dây còn đẹp vẫn hút hết nhá. Đấy, ấy chà. Răng đây, răng xanh này, mặt inox này, phần này còn trắng đẹp nhá, răng xanh mềm, răng xanh mềm nhá các bác nhá. Đây bên trong đây sáng bóng này, sáng bóng nhá, 2019 mà, 2019 răng xanh nòng đây này, nòng rất là dày rồi, răng xanh nòng đẹp đây, nòng đẹp đây các bác, nòng cực kỳ đẹp rồi, nòng lanh áo anh kim tuyến luôn, nòng dày nhá. Đấy, áo nòng lanh áo anh kim tuyến luôn đấy, đẹp chưa, rất là đẹp luôn, nòng dày nhá, bên ngoài thì hơi đáy thì hơi sức một chút xíu thôi nhưng mà chuẩn luôn này. À, chuẩn luôn, bên trong đẹp long lanh nhá, nòng nồi là không có chấm chóc nhá các bác nhá, nòng nồi không có chấm chóc. Em bán hàng là các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng, thử hàng mới thanh toán. À, nên các bác hoàn toàn yên tâm đi. À, không có chuyện thì em nói đẹp mà em gửi các bác con xấu đâu. Nếu em nói đẹp mà gửi các bác con xấu, các bác nhận hàng các bác hoàn lại cho em thì em chết tiền cước. Nên các bác hoàn toàn yên tâm để bảo vệ quyền lợi của bác rất là đầy đủ ạ. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thử hàng mới phải thanh toán cơ. Này, mã số 10 ngày bao nhiêu ngày mùng 6 tháng 3 để có là bao nhiêu, răng xanh nòng đẹp nha, đời cao 2019 950k, răng xanh nòng đẹp đúng không ạ, đời cao, đời song dày. À, 2019 950.000 bana vuông. Đây, nên tiếp theo một em Georgiosi nhá, tiếp theo đây cho bác một em Georgiosi. Georgiosi con này màu này thì chắc là đời cao rồi, sản xuất năm 2020, em Georgiosi sản xuất năm 2020, vua đầu bếp Nhật Bản cao tần các bác nhá. IH đấy, Georgiosi thành quách đây, thành quách còn khá đẹp nhá các bác nhá, thành quách còn khá đẹp đây, có một điểm trước đây này, bác nhìn thấy chưa. À, hàng qua sử dụng vận chuyển con nọ nó cọ kia thì không thể tránh khỏi mặt tiền đây. À, đây là 7 giờ 18 phút các bác nhá, 7 giờ 18 phút. Nấu đây. Đấy. Thủy này. Đấy. À, hâm cơm nhanh 8 phút này. Đấy. Thủy này. Đấy. Gạo không vo này, thủy này. Hè lúc trước đang nấu ăn này, con này chuông còi kêu to nhá. À, giờ phút thủy nấu, thủy ok. Các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo nhá, dây dợ còn rất là đẹp và to này. 2020 các bác lưu ý giúp em. À, đây có một vết xước mờ trên mặt này nhá. Đấy, lúc bóc con nylon ấy thì cái mũi kéo nó xước vào đây các bạn, nhưng mà một xước mờ nhỏ xíu thôi. Đấy, không ảnh hưởng gì hết các bác nhá. Không ảnh hưởng gì hết. Đây. Chi tiết để các bác ngắm. Nóng đẹp các bác nhá, nóng đẹp rồi. Đây,
Nòng điệp. Nòng điệp. Nòng điệp nhá. Đấy, có nhìn thấy rồi. Cái này cái chống dính này sần sần nhé các bạn nhá. Chống dính sần sần, không phải chống dính bóng. Dạng như gốm ấy các bạn. Chống dính sần sần. Ok chưa? Đây, có hạt cám đây các bạn nhá. Đây. Đấy, quay chi tiết để nó lộ ra bé tí thôi. Quay hướng này các bác không nhìn thấy. Nhỏ thôi, đáy đây, đáy siêu sức nhá. Bên trong. Đời 2020. Do Yoshi vua đầu bếp Nhật Bản. Này. Cho em một tí tháo cái răng. Răng thì xanh. Bên trong là sạch sẽ. Đời cao 2020 các nhá. Đời cao 2020, răng thì xanh mướt rồi. À, nòng đây. Đấy, nòng có duy nhất một chấm cám ở đây các nhá. Đây chỗ này. Nhỏ xíu thôi. Đấy, uống cho con. Có một chấm à? Có một chấm, đời cao có một chấm. À, con này là con mã số 11. 11 ngày 10 ngày mùng 6 tháng 3 để bắt đầu này 890k. Đấy rồi, 2020 có một chấm, nhưng nếu không có một chấm đấy thì giá sẽ cao hơn. Em bán theo hình thức mà đấy, có đúng một chấm rồi đây. Đấy, nhỏ xíu bằng cái đầu kim thôi. Đấy. 890.000 nha các bác nhá. Đấy. Tiếp theo em Tiger Form áp suất bi mà có quay sách đây. Các bác nào mà ở nhà có thích quay sách thì dùng con này nha các nhá. Đấy. Màu trắng này. Sản xuất năm bao nhiêu? 2017, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W in ra 3. Đấy, thành quách màu trắng cực kỳ đẹp, mặt mũi đây. Con này rất nước luôn nhá. Sáng bóng chưa ạ? Đấy, ngoại hình thành quách đây. Các bạn mua hàng thì em xin muốn này, muốn được chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Đây, nòng con này có bị chấm cám rồi, đời cao nhưng lại bị chấm cám rồi các bác. À, có nhìn thấy chưa? 2-3 điểm chấm cám, bao các bác không dính cương, dùng thoải mái luôn ạ. Vâng các bác nhá. Bao các bác không dính cương. Bây giờ em sẽ gần như là sáng nay em cũng sẽ lên video các bác nhá. Một điểm chấm cám đây. Thẳng hàng này có nghĩa là khi người ta cào cái này, cái mùi nó chơi bằng phát vào cái đấy là cái nó bị hết. Em tưởng như gần sợ như gần lấy cái mùi sắt nó cào nấu ăn. Này, đấy còn đẹp này. Bên trong nha có 2 3 4 5 6 7 8 chấm cám nha các bác nha. 8 chấm cám. Thì gần như nô này về không có con nào là đẹp hoàn thiện đâu ạ. Này. Trừ áp suất bi, còn những cái con mà nòng thường này còn như con nào cũng bị chấm một vài chấm, nhưng các bác yên tâm sử dụng. Răng xanh này, răng xanh. Bên trong đây. Sạch đẹp các bác nhá, sạch đẹp. À. Răng này, màu trắng nhá. Nòng có 1-2 điểm chấm cám nhỏ xíu các bác nhá, nhỏ xíu thôi. Các yên tâm sử dụng thì không bao giờ chúng gì dính cơm được. Dính cơm các bác em tặng cái nồi luôn. Nhiều năm nữa ạ. Điện đóm ok này các bác nhá, điện đóm ok. Nấu này, hủy này, đấy, hẹn giờ cơm chín này, giờ hút, hủy này, menu, nấu ăn, đấy, chọn chức năng nào nó hiện phút chức năng đấy các bác nhá, hủy này, hâm cơm này, hủy này, đấy, hiện 47 phút này, đây là nấu tiết kiệm điện, ok, các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá, chuông còi kêu tốt, lại dây còn hút hết nhá, hút này, gần hết một đoạn ngắn xíu. À, ok chưa? Màu trắng rất đẹp luôn. Tiếc cái là bên trong nó bị chấm cái nồi, không thì nó rất là hoàn hảo luôn. Ngoại hình thì 10 điểm rồi, em nói thật ngoại hình con này là phải 10 điểm. Mã này mã 12 các bác nhá. 12 ngày 6 tháng 3 để bắt đầu là bao nhiêu? 880k. 880.000 các bác nhá. Đấy. Màu trắng rất là đẹp luôn. 880.000.
Tiếp theo nên cho bác một em nổi tiếp. Bana vuông. Bana vuông cũng đời X nhá, HX 10E7. Bana thì siêu bền các bác nhá. Con này sẽ đời sẽ cao. Đấy, bác nào không thích cái màu trắng thì lấy cái màu này cho nó sang trọng. Đấy. Hầm này, à nấu cơm này, thủy này. Hẹn giờ cơm chín này, giờ phút hủy hâm cơm. Đấy, hủy. Gọi chọn gạo, hủy menu, hủy. Các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Còn nhạy chung còi kêu tốt. Con này sản xuất năm bao nhiêu? 2019 các bác nhá. Dây dợ này rất đẹp luôn. 2019. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? 1200W các bác nhá. Đấy, dây con này hút cũng cũng không tốt mấy. 2019. Ở bên Nhật thì cứ có vấn đề thì nó sẽ bỏ ra các bạn. Thì cả từ cái dây hút không tốt nó cũng sẽ loại, nó không như mình. Sửa đến khi nào không sửa nữa thôi đây. Mà mỗi cái chỗ này có một tí sức mờ màn hình đấy thôi nhá. Đấy. Cũng mặt vân 3D nhá. Đấy, thành quách đây. Màu là màu cà phê. Đấy. Đấy ức này là không bể vỡ các bạn yên tâm đi. Đấy, răng xanh. Răng xanh. Nòng con này thì lại bị một chấm rồi. 2019 răng xanh. Răng xanh. Nòng đúng một chấm luôn, bên ngoài con này thì đẹp. Đẹp. Đẹp luôn các bác nhá. Con này là đẹp. Nòng dày các bác nhá. Đời HX thì dòng sẽ dày hơn là đời B. Đấy, đây bị đúng một chấm đây các bác nhìn thấy không? Đấy, gần nhá. Bao bác không dính cơm yên tâm đi, sử dụng thoải mái. Còn lại là ống ánh kim tuyến này. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Rất đẹp. Gọi anh chưa? Nhắn rồi. Nhắn rộng không đọc. Qua giờ này mình cũng bốc rồi sao? Đấy, rất đẹp nha các bác nhá. Nòng dày. Bên trong đây, đấy đúng một vết chấm đây các bác nhá. Đây. Ở đâu? Đây chị ạ. Đây. Đấy. Bên trong này inox sáng quắc nhá, inox sáng quắc. Đấy. Đẹp nong này. Em thì cái con nào đẹp thì em sẽ bán trước, con nào xuất sắc thì em sẽ bán những video về sau. Ok. Mã 14. Ngày 6 tháng 3. Để bắt đầu là đấy có một điểm chấm nhá, lại răng xanh. Nòng một vết chấm, ngoại hình thì đẹp đời cao. Để bác con này là 800.000 đi. 800k các bác nhá. 800k thôi. Đấy, màu rất độc lạ, 800k. Tiếp theo nữa là em Joyzy này. À quên, Tiger có chức năng nấu cơm cháy này. Một chiếc Tiger Ta Cook sản xuất năm bao nhiêu? 2019 các bác nhá. Lại 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W made in Japan các bác nhá. Đấy, thành quách đây. Đấy. Xước sát là không nhá, một vài điểm cấn móp nhẹ là có. À, 2019. Ok chưa? Mặt mũi đây. Em quay gần chi tiết. Nào. 2019 nhá. Đấy. Cái này nòng cũng có chấm rồi nhưng mà đỡ chấm hơn bọn vừa nãy. À. Ừ. Chấm nhỏ xíu thôi. Để xa này thì nó rất là đẹp. Đây một vài điểm chấm cám nhỏ xíu như cái hạt cát nằm đây thôi nha các bác nhá. À, quay sách đây, từ trên viền xuống đây, đáy có xước nhá. Đáy có xước. Răng xanh. Răng xanh sạch nhá. Răng xanh sạch, ngoại hình bên trong đẹp. Răng xanh sạch, ngoại hình đẹp. Điện đóm ok, test cơm cho bác rồi. Tiger Ta Cook có chức năng nấu cơm cháy mềm, dây còn đẹp. Nấu đây. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này, giờ phút hủy này. Hâm cơm này, hủy này. Menu này. Cơm cháy này, nấu này. Hủy này. Đấy. Ok các bác nhá. Ok. Bán có bảo hành các bác yên tâm, mặt mũi đây rất là đẹp, đời cao 2019. Rong song thì có 1-2 điểm chấm cám. Hạt cát nhỏ xíu thôi, mã 15. Ngày mùng 6 tháng 3 để bao nhiêu là bao nhiêu? 890k. Đời cao các bác nhá. 890.000 2019. Đây. Lại một cái Panasonic vuông nữa đây. Panasonic vuông.
Thành Quách đây, sản xuất năm 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W, Panasonic của mã là SRHX102. Đấy, con này có cả cái môi đây các bác nhá. Đây. Mặt mũi Thành Quách đây. Ngắm giúp em. Đấy. Tem đây, tem của Nhật nhá. Đấy, nước đây là không bể vỡ này. Điện đóng ok các bác nhá. Nấu đây. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này, giờ phút hủy này. Hâm cơm này. Hủy này, menu rất dễ sử dụng. Đấy, mà nó cũng nhỏ gọn các bác nhá. 1 lít các bác mua về gia đình nhà mình, cái khu bếp nó không được rộng rãi thì các bác mua con này về rất là tiện lợi. Răng này mềm, bản rộng. Này. Răng xanh mềm các bác nhá. Một chút ám màu, hạt kê gọn nứt thôi, nhưng quan trọng là nó còn phải mềm. Mặt xi còn đẹp nhá, mặt xi còn đẹp. Này. Này bên trong đây. Nòng dày nhá, nòng dày. Nòng đẹp đấy các bạn đây. Đấy có tí xước này, nhưng bên trong nòng đẹp nhá, ống ánh kim tuyến này. Đấy, vẫn có chấm cám nhỏ xíu nhá các bác nhá. Nếu mà bảo không có nó không phải, nhưng mà con này nòng như này là rất là đẹp đấy ạ. Đấy, nòng đẹp nhá, nòng đẹp. Bên trong xanh sạch full inox luôn. Panasonic. Dòng siêu bền. Này, cài mua. Đó kìa, đó nhìn vào. Mã này mã số 16. 16 ngày à? Mùng 6 tháng 3 để bác cái này bao nhiêu? 790k. Nòng siêu đẹp các bác nhá. 790.000 thôi. Đây, nên bác một Panasonic van tròn màu hường đây, bác nào thích màu hường mua về tặng vợ, mua ngay con này. Thành Quách còn đẹp, một tí sữa nano, sản xuất năm 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W các bác nhá. Đấy. Đời sự cũ thì em thấy nó càng nòng nó càng dày càng đẹp. Đấy, nòng đẹp na nha các bác nhá. Màu hường. Này. À. Bên trong này. Chuẩn son của nó luôn nhá. Son ngày trước nó giống dòng của thằng Natuna. Vì khi thằng Panasonic với Natuna năm 2008 là chuyển giao công nghệ với nhau mà. Đấy, nòng đấy các bác nhá. Ông anh Kim Tuyến nhá, một vài vết xước mua thì có chấm cám nhỏ xíu xíu. Soi kỹ thì mới thấy các bác nhá. Soi kỹ mới thấy. Đây bên ngoài này, đấy còn đẹp này. Đấy. Này con răng này còn xanh nhá, bên trong này còn xanh này. Đấy. Răng đây. Đấy, răng đây. Đấy. Răng xanh nhá, bên trong này có răng phụ cũng còn xanh này. Đấy. Hãy đang vào bốc hàng rồi các bạn. Đã đang vào bốc hàng rồi kìa. Đấy, cái hàng của các bác cứ đặt ngày nào thì sáng hôm sau thì giờ này muộn thì giờ này họ sẽ bốc đi các bạn nhá. Đấy, muộn thì giờ này họ sẽ bốc đi. Đấy, và vận chuyển chuyến 10 giờ. Đấy, nhanh thôi ạ, các bác nhận ra nhanh thôi. Panasonic màu hường. Đấy, mặt mũi Thành Quách đây. Gọi đi, gọi hỏi đi. Màu hường. Hỏi cái số điện thoại là trước đặt hàng thôi. Của chồng ấy, chắc là chồng đây. Có bác gửi cái nồi cơm điện cắm nhâm điện về em sửa xong rồi. Đấy, sửa xong rồi nhưng mà đang bác này gửi số điện thoại của bà vợ bác ấy. Nên là em chưa lên được đơn. Giờ này 7 rưỡi là chắc gọi rồi đấy. Ok các bác nhá, các phím các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Đây, mặt mũi đây. Hai bước nấu ý hạt nhá, màu hường. Đấy, chưa hề nứt niếc ở đây đâu nhá. Cái tay cầm này cả rô còn đẹp, sáng quắc này. Đấy, nóng đẹp nhá, răng xanh, ngoại hình cũng còn đẹp. Mã này mã số 17. Ngày mùng 6 tháng 3 để các bác này bao nhiêu? 700 cũng 790k. Đấy, hai cái giống nhau, 790k. Nếu bác thích form nào thì mua form đấy nhá. Đây em lên cho bác mấy cái bàn nà nhá. Đây. Một chiếc bàn nà. Hơi nước nhá. Đấy. Mặt mũi đây. Đấy, đẹp nha các bác nhá. Chị nào ở trên chị chỉ tại đầu Thương Chương Nghệ An đúng không? Này. Vâng. Tên Made in Taiwan các bác nhá, màu hồng. Em đã test hết rồi, các bác yên tâm đi ạ. Test điện hết rồi các bác nhá, bán có bảo hành mà. Đây mặt mũi đây. Một con Đài Loan nhá. Đấy, một con Đài Loan.
Em hôm nay sẽ bán là nó còn khá là nhiều, em sẽ bán giá nó hợp lý thôi. Mã số 17, 18 ngày 16 tháng 3 để các bạn, cái này bao nhiêu? 400.000. 400.000 giá này có cả ship được các bạn nhá. Một chiếc bàn là hơi nước lớn. Cực kỳ đẹp. Đây. Em sẽ lên một ít bàn là nhá để các bác ủng hộ giúp em nhá. Nếu bạn nào chưa có bàn là thì ủng hộ em giúp em bàn là nhá. Một chiếc bàn là đây cực kỳ đẹp luôn nhá. Một em Nationa. Nationa này nhá. Đấy, Nationa. Đấy. Công suất là 1200W nhá, made in China, sản xuất 2008 nhá. Con này có thể đổi điện được các bác nhá, đổi điện thoải mái, đổi điện cộng em 100. Rồi. Đẹp chưa? Màu hồng nhá. Em test điện hết rồi các bác yên tâm đi. Đấy, bán có bảo hành các bác nhá. Đấy, mặt đẹp này, hộp chiếc còn đẹp này. Đây. Không thì chị điện hai rồi chị thanh toán được. Chuyển điện cộng em 100 nhá. Bán mắc con này 520.000. Đấy, giá rất là hợp lý luôn. Mã số 19 ngày mùng 6 tháng 3 để các bác bao nhiêu tiền đấy? 520k một chiếc bàn là. Đấy. Của hãng Nationa Karoru màu hồng, mặt long lanh luôn. Đấy, nóng lạnh luôn, Nationa các bác nhá. Đấy cộng lên điện thì cộng em thêm 100. Lên điện 200, mấy con nào lên điện được thì em bảo lên điện được nhá, còn các bạn không lên điện thì em bảo không lên điện được. Đấy. Ok chưa? Đây, nên mã của em. Này em cổ rồi. Đây. Một chiếc bàn là cổ nhá, mặt xấu này. Có xước nhá. Mặt xấu này. Nhưng sử dụng thoải mái nhá, xước mặt men thôi các bác nhá. Sức men thôi, bàn nào hơi nước các bác nhá, bàn nào hơi nước. Công suất 1.300 các bác nhá, không thấy gì, sản xuất 593, con này chắc chắn là sản xuất tại Nhật rồi. Em test hết các chức năng rồi các bác yên tâm nhỉ. Đấy, thì mình chỉ quay về ngoại hình thôi, ngoại hình thôi. Đấy, mặt đẹp nhá. Mặt đẹp. Để các bác con này 300.000. 280.000 thì ạ. Đấy. Cả ship rồi nhá. Các bác nhá. Mã số 20 ngày 10 à, ngày mùng 6 tháng 3 280k, giá này có cả ship được các bác nhá. Đấy. Đấy. Nó nọ nó buồn kia các bạn. Nên ít bạn nào mong các ủng hộ nhá. Thế là hết cái độ này đi, đợt tới lại về bạn nào tiếp. Này, bạn nào Sonic này. Mặt đây, đấy, mặt có một loại mặt men nhá, cũng xước một chút xíu thôi. Đấy, thành quách đây, ok chị ạ, màu xanh bên trong đây, à, đáy đây, 1200W nhá, sản xuất 2010, bình nước đây nhá, không nứt nát bể vỡ nhá. Đấy, ok, chất điện đóm em test hết rồi, các bác yên tâm đi. Đấy, chỉ chúng ta chỉ nói về ngoại hình và giá thôi. Đấy, còn em có chức năng còn test dọn cho các bác, con này thì không chuyển điện được các bác nhá, con này không chuyển điện được vì con này là nó là phím bấm. Mã này mã số 21 ngày 10 mùng 6 tháng 3 để các bác, cái này 470k, giá này cả ship rồi nhá, 470.000 một chiếc bàn là hai mặt Panasonic. Đây 22, mã 22 sẽ là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay các bác nhá. Đấy, một em Nationa, con này mặt đẹp này, có một vết xước ở đây. Đấy. Đấy, giống con kia nhá, con kia màu hồng, con này màu xanh, nhưng con này mặt không được đẹp vào con kia. Đấy. Đây đấy, điếc đây các bác nhìn giúp em. Công suất 1200, điện 100V nhá, 2006 made in China. Đấy. Mặt có xước nhá. Đấy. Mặt có xước thì vỏ viết còn đẹp này. Mặt có xước thì 400.000 các bạn nhá, 400.000. Đã biết hay giá cả không nhớ được nên hết các bạn. Như con nọ con kia các bác thông cảm nhá, mã 22 ngày mùng 6 tháng 3 để các bác con lại 400k, 400k cả ship các nhá. Đấy. 400k, điện đó em test rồi, các bác chỉ lấy con này chuyển điện được nhá, chuyển điện cộng thêm 100 nhá. Đấy, bác yên tâm đi, bình nước đây, bình nước còn đẹp nhá, không nứt vỡ, bàn nào hơi nước không dây, dùng rất tiện lợi các bác nhá. Đấy. Ok, cái mã 22 cũng là sẽ là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay các bác nhá. Hôm nay thì em dậy hơi muộn nên là nên thì nó cũng không được
như mọi lần. Nhưng mà về các cái chức năng, công năng thì em cũng đã giới thiệu hết rồi. Các bác mua hàng xem sim lúc này mình chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một đăng ký kênh. Mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969885085. Bán hàng bao ship toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng với thanh toán các bác nhé. Và kính chúc các bác một ngày mới thật là nhiều may mắn, bình an. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.